Một năm học nữa lại trôi qua. Nhớ ngày nào mẹ dắt tay bé bước vào mái trường mầm non, mà giờ đây các bé sắp phải chia tay rời xa ngôi trường mầm non xã Vĩnh Phú Tây thân yêu để vào lớp 1. Trong không khí vui tươi nhưng biết bao nỗi niềm cảm xúc. Vui vì các con nay đã lớn, buồn vì các cô sắp phải rời xa các con. Để chuẩn bị tâm thế cho các con bước vào môi trường học mới, các cô trường mầm non tổ chức buổi tham quan tại trường tiểu học A xã Vĩnh Phú Tây. Đây cũng là hành trang để các con vững bước vào lớp 1.
gì á? Đó là gì? Đâu đây? Buổi tham quan và trải nghiệm đầy bổ ích của các bé mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non xã Vĩnh Phú Tây đã kết thúc. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của các bé trước khi rời xa trường mầm non thân yêu để mạnh dạn tự tin bước vào lớp 1. Cô chúc các bé chăm ngoan học giỏi. Búp bê thân yêu.